chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn trên đà tăng chậm, sương mù và sương mù nhẹ vẫn rải rác xuất hiện trong tiết trời khá mát mẻ. Ngoại trừ những điểm có địa hình núi cao như là Sapa, Sìn Hồ và Mẫu Sơn, trời còn rét nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua trên toàn khu vực phổ biến từ 21 đến 24 độ, thậm chí vùng ven biển có nơi còn ở mức sấp xỉ hoặc trên 25 độ. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cũng tăng lên khoảng 1 độ. Khu vực Nam Bộ trời ít mưa nên nhiệt ít biến đổi so với 24 giờ qua. Hình thế thời tiết chính chi phối các tỉnh miền Bắc nước ta ngày hôm nay là phần phía nam của dãy áp thấp, có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, được nối với vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng mở rộng. Do vậy, quá trình tăng nhiệt vẫn diễn ra, đặc biệt tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất đều tăng lên trên 30 độ. Thậm chí một vài nơi như là Mường La, Sông Mã, Tuần Giáo, Mai Châu thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hồi Xuân, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Hương Khê thuộc phần phía Bắc của khu vực Trung Bộ vào giữa trưa trời nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 đến 37 độ. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn đôi chút, nhưng ngày hôm nay vẫn là ngày có nhiệt độ khá cao với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 29 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm xuống nhưng cũng chỉ ở mức khá cao khi mà hầu hết các nơi nhiệt độ đều trên 20 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết vẫn ít mưa, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất dao động quanh ngưỡng 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, một vài nơi có mưa với lượng không nhiều, nên nhiệt độ giảm dần và thấp nhất đêm nay sẽ dao động từ 22 cho tới 25 độ. Thời tiết ít mưa và nắng nhiều tiếp tục bao trùm xuống đến phần cực nam của lãnh thổ nước ta. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì số giờ nắng khá cao, nhiệt độ ban ngày hầu hết trên 30 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều lên tới 35 cho tới 36 độ. Vào chiều tối và đêm, một vài nơi có mưa rào và dông và vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên với lượng không nhiều, nên nhiệt độ về đêm ít thay đổi so với ngày hôm trước. Sang ngày mai, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày và đêm nay. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng, có nơi nắng nóng đêm không mưa, với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 37 độ, và nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 15 cho tới 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng khu Đông Bắc từ 27 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 33 độ và từ 35 cho tới 37 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 cho tới 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối về đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ và thấp nhất về đêm là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi ngày nắng, gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 đến 22 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ và thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất từ 24 cho tới 27 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa trời hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam hoạt động ở mức cấp 4, biên độ nhiệt ngày đêm trong khoảng 26 đến 32 độ. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông với cường độ cấp 4, nhiệt độ trong ngày phổ biến quanh mức 26 đến 33 độ. Thưa quý vị, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng, phía Tây có nơi nắng nóng, các khu vực khác ít mưa, ngày nắng, tình trạng nắng nóng chủ yếu xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Trung Bộ và miền Đông của Nam Bộ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo.